Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới, giá cực tốt cho các bác luôn. Thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái đây, nó sẽ là một cái cây nước nóng nhá. Đây nó sẽ là một cái cây nước nóng như này. Cái này của nó thì các bác về các bác chỉ cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì cái vòi này nó sẽ rời này. Cái vòi này nó sẽ rời thì các bác xoáy lắp vào cho em. Đấy, cái vòi này nó rời như này. Đấy, các bác lắp vào cho em như này, lắp vào xoáy ro vào cho em là xong. Đó. Và cái này thì nó sẽ là vòi nước nóng nhá. Đấy, lên cho em là cây nước nóng này, cây nước nóng giá sẽ là 300.000. Về nhà các bác cấp vào cái nguồn nước cho em, cấp vào cái nguồn nước ở trên cái chậu rửa thì mình để rửa mặt này, hoặc là các bác dùng để mình rửa bát rửa đũa, nó rất là tiện, có nước nóng trực tiếp luôn. Cắm điện 220 nó chạy qua đây là có nước nóng luôn nhá. Đây. Thì lên cho em là cây nước nóng giá sẽ là 300k nhá, 300k. Đấy, lắp đặt thì rất là đơn giản dễ dàng thôi các bác nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó, lắp vào cho em này. Lắp vào chậu rửa. Đó, cấp nước thoải mái nhá. Đó. Nó sẽ có hai hệ thống, một là nước nóng, hai là nước mát. Đấy, nước mát thì các bác chỉ cần là vặn sang bên mát thôi, còn các bác dùng nước nóng thì các bác cho vào bên nước nóng cho em. Đấy, xoáy vào cấp nước vào cho em là xong. Đó, rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 thôi, lắp trực tiếp vào chậu rửa này, cần dùng nước nóng cắm điện vào xả ra. Đó, rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, rất là an toàn tiện ích nhá. Lên cho em là cây nước nóng nhá, giá của nó chỉ có 300.000 cho một con cây nước nóng này thôi, lắp đặt rất dễ dàng, vận hành đơn giản nhá. Lên cho em là cây cây nước nóng giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn. Bóng đèn này nó sẽ là, các bác lên cho em nó sẽ là bóng 30W nhá. Bóng này của nó là 30W, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Giá chỉ có 25k cho một quả bóng 30W này thôi. Hàng này cũng rất là sáng nhá. Bóng 30W siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Lên cho em là bóng 30W này. Đấy. Bóng 30W con này thì sẽ là 25.000 một quả, và bác nào mua từ 3 quả trở lên thì sẽ là 60.000. Đó. Lên cho em là bóng 30W 25.000 một quả, và mua 3 quả là bằng 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái bóng áp quy nhá. Lên cho em là bóng áp quy, các bác có thể kẹp bình 12 24 đều được hết. Giá của nó thì chỉ có 45.000 thôi. Đây. Đấy, 12V 30W này. Đấy. Giá sẽ là, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là bóng áp quy, giá sẽ là 45.000 các bác ạ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu led này. Đầu tiên thì nó sẽ là cái mẫu led 8 thanh nhá. Đấy. Cái này thì nó có một cái đầu dây nối ở đây, các bác có thể cắm nối với các cái dây khác rất là ok luôn. Đấy, nó có thêm các cho các bác một cái đầu nối ở đây nhá. Đó, để các bác có thể là mình nối 2-3 bộ vào cho em đều ok hết nhá. Các bác có thể mua 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ. Cái này thì của nó là 2 này, 4 này, 6, 8 thanh. Cho nên em lên nó là led 8 thanh nhá. Các bác lên cho em là led 8 thanh. Con này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con led 8 thanh như này. Lên cho em là led 8 thanh, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng led ngoài trời đây. Con này thì các bác chuyên để treo vào trang trí, ví dụ như là cây này. Đấy. Trang trí vào cây cối này, hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Có cục nguồn điều khiển này. Đấy. Có nguồn điều khiển cho các bác này. Đấy. Nguồn điều khiển các chế độ nháy này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu nối như này. Các bác có thể nối nhiều bộ vào với nhau này. Nối nhiều bộ vào với nhau. Nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 chùm. Đấy, 5 chùm. Và cái này thì các bác có thể là giả nó ra. Sau đó thì mình cho nó thành một cái hình bông hoa như này. Đấy, cho nó, các bác đan cho nó thành cái hình bông hoa như này. Rất là đẹp các bác này. Đấy, nó đan thành hình bông hoa như này. Thì các bác có thể treo lên sân vườn các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là led 5 chùm nhá. Led 5 chùm giá sẽ là 85.000. Lên cho em là nháy 5 chùm nhá. Nháy 5 chùm, lên cho em là nháy 5 chùm. Giá của nó sẽ là 85k. 85k cho một con nháy 5 chùm như này. Đấy, ở đây nó sẽ có 5 chùm luôn. Đó, sẽ có 5 chùm như này các bác này. Đấy, một chùm của nó như này. Và nó sẽ có cho các bác liên tục là 5 chùm luôn nhá. 5 chùm luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Các bác có thể liên hệ bên shop ở các cái số điện thoại ghi trên màn hình nhá. Tiếp theo thì sẽ là dụng cụ mài kéo này. Đấy, đây nó sẽ là một con mài kéo như này. Con này các bác chuyên dùng để mài kéo cho em. Đấy, các bác đưa vào mình mài cái kéo như này rất là tốt luôn. Đó, lên cho em là
mài kéo giá sẽ là 20.000 nhá. 20.000 cho cái mài kéo như này. Lên cho em là mài kéo giá sẽ là 20k nhá. 20k. 20k cho cái mài kéo như này các bác này, lên cho em là mài kéo 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu vòi này. Đấy. Nay thì em về thêm được cái mẫu vòi này nữa này. Đấy. Về thêm một cái mẫu vòi này nữa. Thì vòi này ưu điểm của nó là có cái đầu vòi xịt như này cũng rất là tiện này. Đấy, để các bác bóp như này. Nó màu xanh. Các bác lên cho em là vòi xanh giá sẽ là 45.000 nhá. Vòi xanh 45.000 các bác này. Đấy. Vòi xanh 45.000. Tiếp theo thì con này là con vòi vàng nhá. Con vòi vàng có cả đầu nối và đầu vòi xịt luôn. Đấy, vòi vàng giá của nó sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có thêm cho các bác cái vòi đen nhá. Vòi đen giá của nó sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Thì con này có 1 2 3 bậc 3 đầu kết nối. Đấy, cái phần lõi này của nó cũng bằng đồng này, lõi này cũng bằng đồng hết này. Đó, nó màu đen. Thì lên cho em là vòi đen, giá sẽ là 50.000 này. Đó. Tiếp theo là vòi vàng này, vòi vàng này thì bằng đồng hết nhá. Vòi vàng bằng đồng hết, con này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì sẽ là cái vòi xanh nhá. Vòi xanh thì con này bóp như này này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 45.000 con vòi xanh như này, vòi xanh. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba làm vườn nhá. Bộ ba làm vườn. Đấy, con này thì khá là dài luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm. Đấy. Đây, cuốc cào này. Đấy, cuốc cào xẻng này. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ ba làm vườn như này. Một cái bộ ba làm vườn như này giá của nó sẽ là 130.000. 130.000. Lên cho em là bộ ba làm vườn. Bộ ba làm vườn giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái bộ ba làm vườn như này. Đó. Cán của nó thì bằng thép có bọc nhựa này. Đấy, có bọc nhựa như này, có quai đeo nhá, có đeo như này nhá. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Đó. Xẻng của nó thì rất là to nhá. Đây, xẻng rất là dài luôn này. Đấy các bác ướm cái bàn tay của em này. Đó, đây cào xẻng đây, ướm theo bàn tay như này nhá. Bộ ba món như này lên cho em là bộ ba làm vườn, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, có cuốc này, có cuốc có cào này. Đấy. Bộ ba làm vườn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe, 150.000 cho con súng xịt rửa xe như này. 150.000 một chiếc nhá. Hàng này thì của nó là hàng VIP rồi các bác, hàng VIP rồi. Đầy đủ đầu gioăng các thứ cho các bác luôn, đầu gioăng các thứ này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết nhá. Và các bác xoay cái này cho em là nó sẽ điều chỉnh các chế độ ở đây này. Đấy. Lên cho em đó là súng rửa xe. Con này thì sẽ là 150.000. Đấy, kết nối đều bằng đồng hết nhá, súng rửa xe 150.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh. Con này thì sẽ là 240 cho cái súng bắn đinh như này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Một cái súng như này nhá. Đấy. Một cái súng như này. Đấy, một súng như này. Đấy các bác này, một súng này. Một túi đinh sẵn này, một túi đinh sẵn này, một kính này. Đấy và một cái bộ dụng cụ lắp đặt này. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 240.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp tôi em đó là súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh 240.000. Đấy, đựng trong hộp này rất là tiện dụng luôn. Súng bắn đinh 240.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy sấy tóc này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy tóc nhá. Đấy, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 cho con máy sấy tóc như này. 130k. Lên cho em là máy sấy tóc 130k cho con máy sấy tóc này nhá. 130.000 các bác này. 130.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con men led như này nhá. Con men led như này. Đấy, con này thì dùng ngoài trời thoải mái. Và về nhà các bác cắt cái băng dính hai mặt này ra, các bác có thể dán lên cây, dán lên tường, dán trong tủ kính màu trắng như này. Đó. Một cái men này của nó thì sẽ là được 20 khúc như này nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 khúc như này nhá. Lên cho em là men led này, men led giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em đó là led men nhá. Giá của nó sẽ là 30k. 30k cho cái bộ led men như này các bác. Đó, 30.000. Hàng siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm đó là cái khay úp cốc chén nhá, 70.000. Đấy, bao gồm là cả khay và cả đĩa luôn, cả khay cả đĩa như này. Lên cho em là khay úp cốc chén 70k cho khay úp cốc chén như này. Rất là ngon luôn. Đấy, hợp kim mạ vàng. Đấy, bằng hợp kim mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mẫu túi da bò này. Thì có cho các bác là 3 mẫu này. Đầu tiên nó sẽ là túi chéo này. Đấy. Túi chéo thì sẽ là 140.000 nhá. Chất liệu thì 100% da bò, cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Bao bảo hành, bao đốt điếc thoải mái luôn. Bao đốt thoải mái, đừng đốt vào chỉ là được nhá. Các bác cứ cái chỗ trần thì các bác đốt cho em này, đốt thoải mái không cháy là ok. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho con túi chéo này. Tiếp theo là con túi hông sẽ là 130.000 này. Túi hông 130.000. 130.000 cho cái túi hông như này. Tiếp theo là cái túi vuông nhá. Đấy, cao thì vào khoảng 25, rộng 20.
Đấy, cao 25, dài chiều ngang này của nó là 20 này. Đấy. Thì con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá, túi vuông 180.000. Đó, có 3 mẫu, túi vuông, túi hông, túi chéo các nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng này. Đây. Đây nó sẽ là một cái đế nóng như này. Đó. Một con đế để các bác có thể dùng để mình đun nấu các thứ đều được hết nhá. Xoong nồi các thứ linh tinh. 130.000 thì cái đế nóng này thôi. Các bác đun được hết, nồi gang, nồi sành, nồi sứ đun được hết, cứ đặt lên là nó nóng thôi. Đấy, có công tắc như này nhá. Đấy, có công tắc báo như này. Đây, cắm thử cho các bác xem. Cắm trực tiếp cho em điện 220V nhá. Cắm trực tiếp điện 220V này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá, có đèn báo này. Đấy, và có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Đấy, nóng luôn, nóng luôn. Các bác có thể để xoong nồi các thứ lên đây, giữ nhiệt rất là tốt luôn nhá. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Lên theo là đế nóng 130.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop còn một ít cái dây điện nguồn nữa. Đấy, và dây ổ thì thanh lý nốt cho các bác nhá. Thanh lý nốt cho bác này. Đó. Đây. Con này thì các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì bao gồm cho các bác là hai cổng USB này và các cái ổ cắm như này. Đó. Con này thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho con ổ trắng này. Tiếp theo thì là cái mã N25 này. Con này thì thanh lý cho các bác với giá đang bán là 50.000 này. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho cái ổ N25 như này. N25 40.000 này. Tiếp theo thì con dây nguồn mã số 7 này. Con này đang bán là 201 này. 201 đây, dây nguồn như này. Thanh lý cho các bác này. Đấy. Con này thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000. Lên cho em là mã số 7 này. Tiếp theo thì nó sẽ là mã số này. Con này nó sẽ là cái mã số 4 này. Con này mã số 4 nhá. Mã số 4 220. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 160 này. 160 này. Đó. Đây thì em còn mấy quận nữa. Đấy, mấy quận nữa thì sẽ bán cho các bác là đồng giá 40.000 một quận nhá. Đấy, 40.000 một quận. Đây. Còn như vậy là hai quận 40.000 này. Hai quận này là 40.000 này. Đấy. Còn hai quận này thì to hơn thì sẽ là 100.000 một quận này. 100.000 một quận này. Đấy. Hai quận 40.000, hai quận 100 này. Đấy. Một quận này cũng mã số 6 này đang bán 190 này. À, mã này mã số 9 này. Mã số 6 đang bán 190. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 này. 130.000 này. Đấy. Còn lại là một số cái ổ này. Ổ này thì ổ N9 này. Ổ N9 110 thanh lý nốt cho các bác với giá là 1 2 3 4 5 một cắm như này. N9 110 thanh lý cho các bác với cái giá đó là 70.000 này. 70.000 ổ N9 này. N18 này, 120 thanh lý 80.000 này. Tiếp theo là cái ổ này là H5 này. 150.000 thanh lý nốt cho các bác với giá là 70.000 này. Đó. Ổ N4 này, 120 thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, dây to, ổ to, hàng chất lượng cho các bác luôn. Đó là một số các mã thanh lý của bên em. Đó, thanh lý nhanh cho các bác. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop còn một ít cái dây điện nguồn nữa. Đấy, và dây ổ thì thanh lý nốt cho các bác nhá. Thanh lý nốt cho bác này. Đó. Đây. Con này thì các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì bao gồm cho các bác là hai cổng USB này và các cái ổ cắm như này. Đó. Con này thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho con ổ trắng này. Tiếp theo thì là cái mã N25 này. Con này thì thanh lý cho các bác với giá đang bán là 50.000 này. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho cái ổ N25 như này. N25 40.000 này. Tiếp theo thì con dây nguồn mã số 7 này. Con này đang bán là 201 này. 201 đây, dây nguồn như này. Thanh lý cho các bác này. Đấy. Con này thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là
150.000 nhá, 150.000. Lên cho em là mã số 7 này. Tiếp theo thì nó sẽ là mã số này. Con này nó sẽ là cái mã số 4 này, con này mã số 4 nhá. Mã số 4 220. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 160 này, 160 này. Đó. Đây thì em còn mấy quận nữa. Đấy, mấy quận nữa thì sẽ bán cho các bác là đồng giá 40.000 một quận nhá. Đấy, 40.000 một quận. Đây. Còn như vậy là hai quận 40.000 này. Hai quận này là 40.000 này. Đấy. Còn hai quận này thì to hơn thì sẽ là 100.000 một quận này. 100.000 một quận này. Đấy. Hai quận 40.000, hai quận 100 này. Đấy. Một quận này cũng mã số 6 này. Đang bán 190 này. À, mã này mã số 9 này. Mã số 6 đang bán 190. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 này. 130.000 này. Đấy. Còn lại là một số cái ổ này. Ổ này thì ổ N9 này. Ổ N9 110 thanh lý nốt cho các bác với giá là 1 2 3 4 5 một cắm như này. N9 110 thanh lý cho các bác với cái giá đó là 70.000 này. 70.000 ổ N9 này. N18 này, 120 thanh lý 80.000 này. Tiếp theo là cái ổ này là H5 này. 150.000 thanh lý nốt cho các bác với giá là 70.000 này. Đó. Ổ N4 này, 120 thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, dây to, ổ to, hàng chất lượng cho các bác luôn. Đó là một số các mã thanh lý của bên em. Đó, thanh lý nhanh cho các bác. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy. Các bác có thể gọi điện cho bên em bằng hai số điện thoại ở dưới góc màn hình nhá, dưới góc hai bên màn hình. Đừng quên cho em xin một nút like các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cọ lưng nhá. Đấy. Cái các bác lên cho em là dây tắm như này, giá sẽ là 15.000 trong cái dây tắm như này nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Cái này để kỳ cọ lưng rất là thích luôn. Đó, bằng cao su non, rất là mềm mại, có thể co giãn, các bác dùng để tắm mình kỳ cọ lưng rất là thích. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 này. Tiếp theo thì sẽ là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng giá là 80.000. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, các bác mở nắp ra. Đây. Đấy, vừa là nắp vừa là bát luôn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là từng tầng một như này nhá, từng tầng một như này. Đó. Từng tầng một này rất là tiện luôn. Đó. Vừa là nắp vừa là bát luôn. Cặp lồng tầng giá của nó sẽ là 80.000 cái cặp lồng tầng này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện cho em, giúp cho các bác là tiết kiệm từ 30-5% điện năng. Lên theo là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Những ngày qua thì mỗi người đều có những cách tiết kiệm rất là riêng, và biên tập viên Diệu Linh sẽ giúp chúng ta thấy được muôn cách tiết kiệm điện của cộng đồng. Một nhà vật lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa. Đó, rất là ok các bạn nhá. Tiết kiệm điện rất là ngon luôn. Tiếp. Con tiết kiệm điện thì 60.000 nha. Tiếp theo thì cái bình xịt nhớt này. Bình xịt nhớt, đầu vòi của nó có thể ngoắt nghéo được như này. Con này sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Các bác dùng để mình xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này nhá. 35k cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá sẽ là 40k cho một cái bánh như này, 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh nhá, 40.000 một bánh xà phòng như này. Tiếp theo thì cái viên giặt xả của Nhật này, 5 trong 1 luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một gói này là nó sẽ có 5 chi tiết trong một này, tẩy giặt xả thơm cho các bác luôn. Giá sẽ là 55.000 một bịch này. Một bịch này được khoảng 30 viên, 30 túi nhỏ, dùng thì rất là tiện. Giá thì sẽ là đây. Đấy, một bịch này của nó là
Một bịch này của nó sẽ là 30 viên như này, 30 viên như này các bác này. Siêu thơm luôn, 30 viên như này, 30 gói như này. Về nhà các bác giặt quần áo các bác ném trực tiếp vào cho em. Đấy, là cái này nó sẽ là tự tan. Đấy, tự tan trong lồng giặt luôn và nó sẽ giúp cho các bác là tẩy giặt xả siêu thơm luôn. Đấy. Một gói này của nó thì khoảng là từ 30 viên này nha, và một viên này giặt được từ 3-5 cân quần áo luôn, 55.000. Bên nhau là viên giặt xả này. Kéo vàng này, 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc, kéo vàng của Nhật, Japan này, đó. 30.000 một chiếc, 100.000 bốn chiếc, kéo vàng. Tiếp theo là bình bình nhiệt nhá. Đấy, lên trên là bình thể thao. Dung tích là 1 lít. Dung tích 1 lít như này. Giá chỉ có 60 cành một cái thôi. 60 cành nhưng con bình nhiệt dung tích 1 lít như này nhá. Inox 316. 60.000. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. 60.000 cho cái bình nhiệt như này. Lên trên là bình thể thao. Giá 60.000, giá siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Bộ bài vàng này. Bộ bài vàng, bộ này thì nó sẽ là bài bằng nhựa. Siêu mềm luôn. Đấy, các bác có thể là gấp vào cũng không bị gì luôn. Đó, gấp vào cũng không bị gãy nhá. Bài rất là đẹp như này. Đấy, gấp vào không bị gãy này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy. Bộ bài vàng như này, thấy không? Dùng rất là thích luôn. 35.000. Lên trên là bộ bài vàng nhá. 35.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. 30.000 cho cái tỉa lông mũi như này, 30k một chiếc. Đấy, dùng này tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Bấm tỉa lông mũi rất là ngon và mượt luôn. Lên trên là tỉa lông mũi 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Một cái đuôi thì là các bác về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ là xong, còn cái này thì về nhà các bác đấu nối nhá. Con đấu nối này thì sẽ là 55.000, còn con cắm trực tiếp, con xoáy trực tiếp này là 60.000 nhá, 60.000, đều là đuôi cảm ứng hết. Con này thì về nhà có dây thì về nhà các bác phải đấu dây thôi. Đấu dây vào cho em nhá. Đấy. Nó có dây, về nhà các bác đấu dây vào cho em, đấu dây vào. Đó là xong. Còn con này thì về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ. Đây, nó có đuôi như này. Về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ sau đó thì xoáy bóng vào đằng trước này xong. Thì các bác muốn dùng loại nào thì dùng. Con này sẽ là 60.000, còn con này sẽ là 55.000. Thì các bác muốn dùng con nào dùng. Tiếp theo là cái bộ mũi khoan đa năng bao gồm cho bác là 5 mũi, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 101 nhá. 26, 18, 110, 112, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Một hộp này của nó là 30.000, rất là thơm luôn. Nó có cái bấc ở đây, về nhà các bác cắm vào cho em này. Đấy, một cái lọ nước hoa khách sạn như này siêu thơm luôn. Giá chỉ có 30k thôi. Nước hoa khách sạn của Nhật các bác có thể để phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết, giá là 30.000. Dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, made in Japan. Đó. Thì cái này nam nữ đều dùng được cả, và các bác dùng cho em là nó sẽ được khoảng là từ nữ thì từ 3 đến 5 đầu, còn nam thì từ 7 đến 10 đầu. Đấy. Đấy, hàng của Nhật nhá, 100% là nội địa Nhật, dùng cực kỳ là thích luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật, made in Japan, dầu gội phủ bạc. Đấy. Nó là hàng tự nhiên nhá, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bàn là hơi nước mini, có lắp hơi nước luôn nhá, có hơi nước luôn. Bàn là hơi nước mini 130.000. Đấy, 130.000, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn nhá, 130.000. Về nhà các bác chỉ cần là cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Các bác cho nước vào đây. Sau đó các bác ấn như này, đó, là cái hơi nước nó sẽ ra nhá. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, có điều chỉnh các bác đầy đủ luôn này. Đấy, ấn xuống này. Rất là ngon lành luôn. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác dùng để mình mang đi du lịch các thứ rất là ok. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Tiếp theo là cái cặp lồng điện, giá sẽ là 175.000 cho con cặp lồng điện như này. Đầy đủ combo cho các bác luôn, một con cặp lồng như này nhá. Đấy, đây. Cặp lồng điện như này. Dùng rất là thích nhá. Đấy, có quai sách này. Đấy, quai sách này. Và ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là hai tầng này. Hai tầng. Đấy. Mỗi tầng này của nó sẽ có hai cái âu như này. Đấy. Bây giờ mà nguyên các bác đi mua nguyên một cái âu inox như này thôi đã phải mất từ 3 đến 50.000 một cái âu như này rồi. Hàng inox siêu dày luôn. Rất dày, các bác nghe tiếng kêu đã thấy thích rồi nha. Đó. Cặp lồng điện như này. Hai tầng luôn nhá, hai tầng bốn cái âu như này, dung tích của nó là 2 lít. Đấy, đây, đó, thấy không? Và dưới này có cái mâm nhá, có mâm như này, đó. Về nhà các bác cắm điện vào cho em, đây, cắm điện ở đây, đây là công tắc bật này, đấy, và cắm điện ở bên hông này, cắm điện trực tiếp 220,
đun nấu thoải mái luôn. Dây nguồn của nó đây, dây nguồn đây các bác này. Đó. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái cầm lồng điện như này đun sôi ùng ục luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình nấu cơm này hoặc là mình dùng để chế biến thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cặp lồng điện như này để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Giá chỉ có 175.000 thôi. Giá siêu là rẻ luôn. Con này thì đun cực kỳ là tiện ích nhá. Các bác dùng để đun sôi đồ ăn thức uống này. Đấy, có quay này, mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Điện 220V, dung tích là 2 lít. Có quay sách, quay đeo đàng hoàng. Dùng thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây, các bác quan sát này. Điện 220, 110 đến 220 này. Công suất của nó là 200W này. Đấy các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đấy, đây, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Đây, đựng cơm canh vào đây này. Đấy, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhé, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Số điện thoại thì em để ở hai góc dưới màn hình đây, hai góc dưới màn hình thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhé. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy xông tinh dầu nhá. Ở đây nó sẽ là một con máy như này. Đấy, thì khi các bác về nhận được hàng thì các bác đổ nước vào đây cho em và bật đèn lên nhá, bật đèn lên. Đấy là nó sẽ phun tinh dầu như này các bác này. Đấy, nó sẽ phun tinh dầu như này. Thì các bác cho nước vào đây, sau đó thì nhỏ cho em 1-2 giọt tinh dầu vào đây nhá. Đấy là nó sẽ phun tinh dầu cho các bác này. Đấy, hơi tinh dầu nó sẽ xịt ra đây các bác này. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhá. Các bác vừa dùng là máy sinh xông tinh dầu, xông phòng thơm cho gia đình này, cho nhà cửa nhà mình này. Rồi là vừa làm đèn ngủ luôn. Đấy, nó có rất là nhiều các cái chế độ sáng khác nhau nhá. Rất nhiều các cái chế độ đèn khác nhau rất là đẹp luôn. Đó thì con này giá của nó sẽ là 250.000 nhá. 250.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy xông tinh dầu. Đấy, máy xông tinh dầu này. Máy xông tinh dầu nha. Máy xông tinh dầu này. Đó. Giá của nó sẽ là 250.000 nha. 250.000 cho con máy xông tinh dầu như này. Con này nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác luôn. Hàng cao cấp này. Đấy. Vỏ của nó là vỏ vân gỗ rất là đẹp này. Đấy, tinh dầu nó xông ra như này. Và buổi tối thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, khi mà tinh dầu nó xông ra như này thì các bác để trong phòng điều hòa thì thứ nhất là thơm. Và thứ hai là sẽ có cho các bác là gọi là độ ẩm luôn. Độ ẩm cho phòng luôn. Thì dùng rất là thích nhá. Các bác chỉ cần nhỏ cho em là 1-2 giọt tinh dầu vào đây thôi. À, nó rất là thơm luôn nhá. Đấy, lên cho em có đèn này. Có điều khiển bật tắt này. Các bác có thể dùng điều khiển từ xa này để bật tắt cho em này. Đấy, đây, bật tắt và rất là nhiều chế độ phun khác nhau nhá. Đó. Tiếp theo thì bên 250.000 nhá, lên cho em là đèn xông máy xông tinh dầu nhá. Máy xông tinh dầu, giá sẽ là 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là dây ống nước nhá. Dây ống nước thì combo cho các bác sẽ là 90 cành. 90 cành một bộ dây như này thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là, đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu cút nối này. Đấy, sẽ có cho các bác là một đầu vòi xịt đồng này, hai đầu cút nối này và một đoạn dây nhá. Dây của nó là dây cao su và có đan vải bên ngoài như này nhá, có đan cước bên ngoài như này. Dòng này thì siêu dai, siêu bền luôn. Các bác dùng để mình tưới cây rất là ok nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá. Dây dài 10m nhá, 90.000 cho một cái bộ dây tưới cây như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là dây vàng tưới cây nhá. Đấy, dây vàng tưới cây. Giá của nó sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là dây ống nước nhá. Đấy, lên cho em là dây ống nước 10m. Đấy, dây ống nước 10m, giá sẽ là 90.000. Đó, thì combo khi các bác nhận được hàng sẽ là một cái dây như này. Đấy, và có các cái đầu nguồn để các bác kết nối này để mình dùng để mình xịt rửa hoặc là tưới cây rất là ok luôn. Hai đầu cút cực kỳ là ngon luôn nhá. Hai đầu cút này. Đấy, một đoạn dây 10m này và kèm thêm cho các bác là một đầu vòi xịt luôn. Combo cho các bác như này, giá chỉ có 90 cành thôi. Lên cho em là dây ống nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là hút rửa bát loại to này. Đấy, hút rửa bát loại to. Cái này thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái giá đỡ như này luôn. Đấy. Thì các bác lắp vào cái chậu rửa cho em để hút rửa bát nhá. Hút rửa bát loại to
Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái hút rửa bát loại to như này. Đấy. Thì con này có kèm cho các bác một cái giá đỡ luôn. Cái giá đỡ này thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ rời như này. Nó rời như này và về nhà các bác lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, có thể xoay đi xoay lại này rất là ok này. Để các bác dùng để mình hút nước rửa bát này. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Đấy. Cái này bằng nhựa thôi nhưng mà nó khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Bằng nhựa nhưng nó khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các bác dùng để đựng gọi là các bác dùng để mình đựng bú rác các thứ vào đây. Đấy. Thì con này sẽ là 100.000. Lên cho em đó là hút rửa bát loại to nhá, sẽ là 100.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái hút rửa bát vòi hút rửa bát loại nhỏ đây. Cái này thì sẽ là bằng inox nhưng mà nó là loại nhỏ. Đấy. Bằng inox và loại nhỏ thôi. Đây, cũng có cả đầu vòi rồi giong giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này nhá. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Đó. Thì con này nó sẽ là một cái vòi hút bằng inox và loại nhỏ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hút rửa bát loại nhỏ. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái con loại nhỏ như này. Giá của nó sẽ là đi 60.000 thôi nhá. Đấy, con loại nhỏ này sẽ là 60.000. Đấy. Lên cho em là hút rửa bát loại nhỏ này. Đấy, hút rửa bát loại nhỏ, giá sẽ là 60.000. Còn con này nó sẽ là loại to nhá. Loại to là 100.000. Đấy thì có hai loại, loại nhỏ, loại to, các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi nhá. Đó, có hai loại như vậy. Hai kích thước để các bác lựa chọn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này thì các bác lên cho em là kệ rẻ rửa bát nhá. Đấy, con này thì các bác xoáy vào cái đầu xoáy vào cái ấy cho em. Đấy. Các bác xoáy chặt vào cái vòi nước rửa bát cho em. Đấy, xoáy chặt vào cái vòi nước rửa bát cho em. Con này thì cực kỳ xịn sò và chất lượng luôn. Đấy. Cái này của nó thì nó sẽ là bằng thép các bạn. Cái này bằng thép này, bên dưới thì có cái giá đỡ này, có cái giá đỡ như này. Đó. Lên cho em là kệ rửa bát nhá. Đấy. Kệ rẻ rửa bát, giá sẽ là 90.000. Đó, kệ rẻ rửa bát, giá là 90.000 nhá. 90.000 cho cái kệ rẻ rửa bát như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, chiều rộng của nó thì tính phủ bì cũng vào khoảng là 12 cm. Đấy, có cái xoáy như này thì các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong nhá. Nó rất là tiện luôn. Giá này. Như này vào cái vòi nước rửa bát xong có thể để luôn rẻ rửa bát, bùi sắt vào đó chứ không cần để lên miệng bồn rửa như này nữa. Nước đọng lại trên miệng bồn rửa sẽ làm sinh sôi rất nhiều vi khuẩn. Để lên giá như thế này sẽ hạn chế được nước đọng lại trên rẻ rửa bát hay là bùi sắt. Nước từ rẻ rớt xuống sẽ được hứng bằng một cái khay, không làm bẩn mặt bàn hay bồn rửa. Hơn nữa chất liệu của nó cũng rất là tốt, nhìn đã thấy rất chắc chắn, thông dụng. Sử dụng được với hầu hết những vòi nước thông thường. Như vậy, hàng ngày bạn dọn dẹp bàn bếp sẽ không còn gặp trở ngại nữa. Gắn một cái giá như này vào cái vòi nước rửa bát xong có thể để luôn rẻ rửa bát, bùi sắt vào đó chứ không cần để lên miệng bồn rửa như này nữa. Nước đọng lại trên miệng bồn rửa sẽ làm sinh sôi rất nhiều vi khuẩn. Để lên giá như thế này sẽ hạn chế được nước đọng lại trên rẻ rửa bát hay là bùi sắt. Nước từ rẻ rớt xuống sẽ được hứng bằng một cái khay, không làm bẩn mặt bàn hay bồn rửa. Hơn nữa chất liệu của nó cũng rất là tốt. Đấy, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. Đây các bác nhá, đây sẽ là cái video hướng dẫn sử dụng của cái vòi hút rửa bát loại to này. Đó, thì hai con nó đều lắp đặt như nhau thôi. Nhưng con loại to này thì nó có thêm một cái giá đỡ nữa thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần thả xuống lắp vào cho em là xong. Rất là tiện luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Đấy. Lên cho em là vòi hút rửa bát loại to, giá sẽ là 100.000 nhá. Còn con loại nhỏ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng hít cửa thông minh. Về nhà các bác chỉ cần đưa vào cái tay nắm cửa cho em là xong. Đấy, giá của nó sẽ là 15.000. Lên cho em là hít cửa 15.000 một chiếc nhá. Đấy, 15.000. Con này thì các bác về các bác luôn cái tay nắm cửa cho em. Chống va đập này. Đấy, rất là tốt luôn. Và nếu mà nhà nào mà có gạch men là nó hít vào luôn. Thì nhà tắm, nhà vệ sinh thì nó hít vào rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là hít cửa 15.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đấy, bao gồm là một đầu chuyển cưa này, kèm thêm cho các bác là lưỡi đi kèm luôn. Đó, giá sẽ là 70.000 cho cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác này, con này nó rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần xoay đi cho em, lắp cái lưỡi vào. Đó, sau đó thì các bác lắp vào các cái loại máy cầm tay. Đó, máy pin rồi máy điện đều được hết nhá. Đó, mình cắt cưa gỗ các thứ rất là ok luôn. Các bác thấy không? Đó. Rất là ngon nhá. Cưa gỗ cái nhất rất là ok luôn. Lên cho em là đầu chuyển cưa giá chỉ có 70 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đĩa. Đây, nó sẽ là một cái bộ gắp bát đĩa như này. Giá sẽ là 50.000 một bộ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn.
hai cái gắp như này, rất là hợp lý nhá, giá chỉ có 50 cành thôi. Đây các bác này, đó, bộ của nó sẽ là 50.000 nhá. Nếu các bác dùng bình thường thì rất là khó dùng. Đấy, combo hai cái này. Các bác có thể gắp bát, gắp đĩa ra này, có cao su luôn, chống trơn trượt này, gắp đĩa này, rất là ngon nhá. Đấy, có hình ảnh minh họa trực tiếp cho các bác xem luôn, rất thực tế luôn nhá. Sản phẩm thì như của họ bán đây là nó chỉ có hai thôi, nhưng của em là có 3, có 4 món luôn, bao gồm cả cái miếng lót cho các bác nữa nhá. Đấy, gắp này rất là nguy hiểm này. Đó, đây. Họ chỉ có 3 món thôi, nhưng của em thêm cái miếng lót nữa là 4 nhá. Rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một cái bộ 4 món nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nước hoa Dubai nhá. Lên cho em là nước hoa Dubai. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 chai như này. 5 chai nước hoa Dubai như này nhá. Giá chỉ có 60k thôi. 60k nhá. Lên cho em là bộ lên cho em là nước hoa Dubai nhá. 60.000 cho một cái hộp mà 5 chai nước hoa chiết như này nhá. 5 chai với 5 mùi hương khác nhau. Made in Dubai, dùng cực kỳ là thích luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ nhá. Đây nó sẽ là một con đồng hồ treo tường như này. Hàng nhỏ xinh nhá. Hàng thì cực kỳ nhỏ xinh, chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 70k. Đấy, máy móc cực kỳ là ngon luôn, máy đồng này. Đấy, máy quấn dây đồng như này. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 70.000 nhá. Kích thước của nó thì đường kính khoảng 20cm. Đồng hồ treo tường, giá là 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng như này thì con này dùng rất là tiện này. Đấy. Nó sẽ kèm cho các bác một cái gioăng như này, nếu mà khi mà các bác mà cái nhà vệ sinh mà nó bị đường ống nó to thì các bác thêm cái gioăng này vào cho em. Còn nếu bình thường thì các bác lắp trực tiếp nhá. Còn nếu thêm cái một cái long đen như này. Đó. Khi các bác rót nước vào thì cái này nó tự cân bằng, rót nước vào nó sẽ chảy này. Đấy, còn không bỏ ra nó sẽ thả ra. Đó. Đây nhá, con này nó rất là tiện luôn các bạn. Đấy, nhà các bác bị mùi hôi các thứ thì lắp con này vào cho em, rất là tiện luôn. Đó, giúp ngăn mùi rất là tốt nhá. Đấy, ngăn mùi rất là tốt luôn. Đây. Đấy. Đây. Test thử cho các bác xem nhá. Đấy, cứ xả nước xuống thì là cái nắp nó mở này. Xả nước xuống thì cái nắp nó mở các bác theo. Đấy, xả nước thì cái nắp nó mở. Đó, và ví dụ như cái này chân này nó vừa thì các bác lắp, còn nếu mà nó nhỏ thì các bác thêm cái gioăng vào cho em. Đó, thêm cái gioăng, thêm cái long đen vào cho em. Rất là tiện luôn. Đó, ngăn mùi rất là tốt nhá. Đó. Ngăn mùi, ngăn côn trùng rất là tốt luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 nắp cống đồng ngăn mùi. Đó. Các này, đấy, đang khó như này mà cho vàng cái là hết luôn nhá. Đấy. Đấy, đang khói, đang hơi bốc lên mà ấn vào cái là hết luôn. Ngăn mùi cực sạch luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Giá sẽ là 130.000. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là ba lô da nhá, ba lô da. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con ba lô da như này. Con này thì rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon như này. 130.000 cho con ba lô da như này nhá. Đấy. Con này rất là đẹp này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Chất da của nó da dạng như là da lộn ấy, lì bóng rất là đẹp nhá. Đấy, có túi ngăn đeo như này. Các bác dùng để mình đi du lịch nhẹ nhàng. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 50 nhá. Chiều rộng thì cũng được 20. Đó, và nó có một cái ngăn để giày bên hông như này này. Đấy, ngăn này các bác có thể bỏ giày dép vào đây. Có túi bóng luôn. Đó, rất là tiện này. Lên cho em là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch, giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho con túi da du lịch như này. Đấy, ba lô da. Lên cho em là ba lô da nhá. Ba lô da, giá của nó sẽ là 130 cành. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, số điện thoại thì em để ngay ở dưới góc màn hình đây, hai số hai góc màn hình thì các bác có thể xem tham khảo và đặt hàng nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái búa lùn của Nhật này. Búa lùn của Nhật, hàng made in Japan nhá. Giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một con búa lùn như này, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì cực kỳ là hợp lý cho các bác nhá. Giá chỉ có 65k thôi. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn nhá, búa lùn made in Japan.
hai lạng rưỡi giá sẽ là 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái búa A1 nhá, A1 nhỏ này. A1 nhỏ giá sẽ là 80.000. Đó, đây. Con búa lùn này thì chiều dài của nó khoảng 22 khoảng 15 cm nhá. Đấy, em đi trước đây luôn. Đó cho nó. Em đo kích thước cho các bác xem luôn nhá. Con búa lùn này thì dài là 15 cm này. Đấy, tiếp theo là con búa A1 này thì dài là 24 cm. Búa A1 dài 24 cm. Con này thì trọng lượng của nó là nó vào khoảng là 3 lạng nhá. Tiếp theo là con A2 to nhá. A2 to con này thì sẽ là 130 cành. 130 cành cho con A2 to như này. A1 nhỏ, A2 to, con này là dài là 32 cm. Dài 32 cm và con này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 5-6 lạng. Đấy, tiếp theo là em lên cho các bác cái vòi cam xanh. Nó có màu cam và màu xanh như này. Bên em lên nó là vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái vòi cam xanh như này. Con này nó sẽ chia ra làm hai đường nước nhá. Hai đường nước. Đấy, chia ra làm hai đường nước luôn. Có gen xoáy gen xiếc này. Đấy, con này sẽ là 50 cành nhá, 50 cành. Tiếp theo thì sẽ là cái chổi lau bàn ghế, chổi cọ bàn ghế, giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho cái chổi cọ bàn ghế như này. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35.000. Chiều dài của chổi thì nguyên phần cước này là vào 15 cm và phần dài của chổi thì vào khoảng là gần 30 cm nhá, 30 cm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu khò ga này. Bỏ cái khò đồng ở đây luôn. Hai mẫu khò ga này. Đấy, đây, ba mẫu khò ga của bên em luôn. Đó, thì con khò đồng này sẽ là 80.000 này. Đấy, con khò đồng này thì về nhà các bác phải tự mồi lửa nhá. Còn lại là dòng này là dòng đánh lửa này. Con màu trắng này sẽ là 50.000. 50 à? 40. Con màu trắng 50.000, còn con khò đại này thì sẽ là 100.000 nhá. Con khò đại 100.000. Còn con khò đồng sẽ là 80.000. Ba mẫu khò ga của bên em. Tiếp theo thì sẽ là con lấy dây tai này. Đây nó sẽ là con lấy dây tai có đèn luôn. Con này thì giá của nó sẽ là đi 60.000 cho con lấy dây tai có đèn như này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái cây gắp này, một cây gắp như này nhá. Một cây gắp như này này. Đấy, một cây gắp có đèn luôn. Các bác có thể đưa vào các cái vị trí này. Đấy, lỗ tai này, đấy, chiếu sáng vào lỗ tai nhá. Rất tiện ích luôn. Đó, có đèn nhá. Có đèn. Và kèm thêm cho các bác là một cái lấy dây tai có thêm hai đầu lấy nữa này, có hai đầu lấy nữa về nhà các bác lắp vào. Giá sẽ là 60k nhá. Lên thì em nó sẽ là lấy dây tai đèn. Giá sẽ là 60.000 thì cái lấy dây tiền tai đèn như này, 60k này. Tiếp theo thì em về cho bác cái nạo lưỡi nhá. Nạo lưỡi này. Con này thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Giá cực tốt luôn, 10k trong cái nạo lưỡi như này thôi. Giá thanh lý cho các bác là 10k. Con này thì các bác rất nên dùng tại vì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 10k trong cái nạo lưỡi như này. Đấy. Các bác dùng để mình nạo lưỡi này, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 10k này. Tiếp theo thì con kìm xanh này. Đấy. Kìm bấm xanh như này, kìm bấm xanh như này. Các bác có thể dùng để mình bấm móng tay này hoặc là bấm linh kiện điện các kiểu con là đều được luôn. Đó, kìm bấm xanh. Con này thì giá của nó sẽ là 15.000 nhá, 15.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mẫu dao của bên em này. Đấy. Một số mẫu dao của bên em. Đầu tiên nó sẽ là con dao thái lỗ này. Con thái lỗ. Đấy, con thái lỗ như này, con này chiều dài của dao là đi 19 cm và chiều dài tổng thể là 30 cm. Bản của nó là 17 nhá, bản của nó là 17. Riêng các cái dòng dao này thì siêu bén rồi, dòng dao này thì siêu bén rồi nhá. Con thái lỗ này thì sẽ là 120.000. Em test dọc giấy thử cho bác xem nhá, siêu bén luôn con này. Đấy, con này là con thái lỗ nhá, con thái lỗ. Con này sẽ là 120.000 này, 120.000 con thái lỗ như này. Tiếp theo là con dao thái đức này. Con thái đức này con này cũng siêu bén luôn. Con này thì để nó búp xuống để ngừa lên này. Con thái đức này, con này thì khá 130.000 nhá. Chiều dài của dao sẽ là đi 38 cm, rất dài luôn, dùng để bổ dưa hấu thì rất là ngon, thái lọc phi lê này. Bản của dao là 5 cm và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này thì cũng là dòng siêu bén luôn các nhá, siêu bén luôn. Đó. Nói chung là dao đều là dao siêu bén hết, 130.000 này. Tiếp theo là đến con dao vuông này. Đấy, con dao vuông này. Con dao vuông. Đấy, con dao vuông như này. Con này sẽ là 180.000 cho con dao vuông như này. Bỏ em con nhọn ra đây luôn. Đấy, con này sẽ là 180.000 các bác này. Đấy, 180.000. Đây. Đấy, 180.000. Con này sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật. Hàng của Nhật. Con này thì dài là 30 này, bản là 6 này và chiều dài của lưỡi là 18 nhá, 18. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông 180.000 này, 180.000 con dao vuông như này. Tiếp theo này con dao nhọn này, lên cho em là dao nhọn này. Đấy, cũng của thương hiệu Wattbo luôn, hàng siêu bén cho bác luôn. Con này thì cũng bén như con kia thôi. Đấy, bén như con kia thôi. Đấy, dòng này của nó thì siêu bén rồi, các bác có thể dọc được cả dây bóng luôn. Đấy, nó cũng giống như con kia thôi. Rất là bén, dọc dây bóng thoải mái các bác này. Đó. Con này thì các bác lên cho em là dao nhọn nhá. Dao nhọn siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 175.000, 175.000 cho cái mã dao nhọn như này, 175.000 dao vuông dao nhọn này.
Tiếp theo là con dao chặt đứt này, dao chặt đứt giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 cho con chặt đứt như này. Đấy. Con này thì cũng siêu bén luôn, dao chặt nhưng mà cũng có thể dọc giấy thoải mái các bạn này. Đấy, dọc giấy thoải mái luôn nhá. Đó, bản khá là dày luôn, nặng thì khoảng từ 3 đến 4 lạng, khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Winling Made in Germany. Đó, con này thì sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Đấy, tiếp theo thì con dao G49 nhá. Cũng 150.000 luôn. Lên mã giúp cho em là G49 nhá, 150.000. Đấy, 150.000 cho con G49 như này. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là của Nhật, Made in Japan này. Đó, Made in Japan của Nhật, còn con kia là của Đức nhá. Siêu bén luôn các bạn này. Đấy, rất là bén luôn. Rất bén luôn các bạn này. Đó, rất đẹp nhá. Đấy. Hai con này thì kích thước nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, con chặt Đức và con G49 này thì kích thước đều như nhau. Đấy, con chặt Đức này thì dày hơn một chút. Đấy, một con này của Đức, một con này của Nhật, đều là 150.000 nhá. Các bác lấy con nào thì lấy. Kích thước nó như nhau. Đấy, kích thước nó như nhau thôi. Em sẽ đo thử một con cho bác xem này. Thì lưỡi là 17 này, bản lưỡi là 9 này và tổng chiều dài là 30. Đấy, cơ bản là như vậy nhá. Thì con này các bác lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000 này. G49 150.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là dao chặt đứt, giá sẽ là 150.000 luôn, 150.000 này. Tiếp theo thì sẽ là bộ ba dao này. Em lên cho bác nút con dao chặt đi. Con này là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì nặng 1 cân này, dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật đây. Made in Japan này, đó, dao chặt 1 cân của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 bên em bao ship nhá. Nặng 1 cân, chặt xương trâu xương bò thoải mái luôn, chặt xương trâu xương bò các loại xương thoải mái luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 cho một con như này, 230.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao gọt này. Đấy, dao gọt này. Thì các bác lên cho em là dao gọt 3 nhá, dao gọt 3. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Còn con gọt 2 này thì sẽ là 80.000. Đó, hai con. Dòng dao gọt này thì nó đều là dòng siêu bén rồi. Đều là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, đây. Con này nó sẽ là con gọt 3 này, con gọt 3 đây nhá. Gọt 3 đây. Siêu bén luôn các bác nhá. Đấy. Dao này của nó thì siêu bén luôn các bác. Đây, siêu bén luôn. Con này thì nó đã bị dùng rồi. Còn đây hàng mới tinh đây. Đấy, đây. Siêu bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Dao siêu bén luôn này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là bén các bác nhá. Rất là bén luôn các bác thấy không? Đó. Thì con này các bác lên cho em là gọt 3 giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Con gọt 3 này là 70.000 này. Đấy, còn con gọt 2 này thì cũng siêu bén luôn. Con gọt 2 này thì cũng siêu bén luôn nhá. Siêu bén luôn. Con gọt 2 này thì sẽ giá của nó sẽ là 80.000. 80.000 cho con gọt 2 như này. Đấy, 80.000 cho gọt 2 như này. Ngoài ra thì có con dao vàng đây. Các bác lên cho em là dao vàng nhá. Dao vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là dao vàng này. Đấy, siêu bén luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 20k. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng nhá. Dao vàng sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao SA78 nhá. SA78. Con này thì hàng siêu bén rồi. Dao dày mình hàng siêu bén cho bác luôn. Colombia của Mỹ, SA78. Con này thì chiều dài của nó sẽ là đi 30. Phần lưỡi này là 18 nhá, bản của nó là 4 cm. Đấy, cực kỳ dày luôn. Chiều dày của nó là khoảng gần 5 ly nhá, gần 5 ly, rất dày luôn. Đó. Dao thì nó cũng là thuộc một cái dòng dao khá là bén các bạn này. Đấy. Mình dày nhưng mà dao rất là bén luôn. Đó, Colombia. Con này thì giá của nó sẽ là đi con SA78 này bao nhiêu đây? 300.000 nhá. 300.000 cho con SA78 như này. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, 300k. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá. SA78 giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể đo vôn kế, đo ampere, đo các cái chỉ số đều ok hết. Về nhà thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đó. Lắp các bác về các bác cứ thế là sử dụng thôi. Đây. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao cán gỗ nhá. Con nhỏ này thì sẽ là 70.000 này. Con 40-80. À, con nhỏ này là 40.000 này. Con tức là con gọt này. Các bác lên cho em là gọt gỗ, con này sẽ là 40.000 này. Con thái gỗ này thì sẽ là 80.000 này. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000 này, 180.000. Còn các bác mua combo thì bên em bán cho các bác 3 con nhá. 3 con giá chỉ là 260.000 cho 3 con dao như này thôi. Hàng thì siêu bén luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Nguyên con dao chặt mà em còn dọc vào giấy như này thì các con khác đều ok hết nhá. Siêu bén cho các bác luôn. Đó. Con này thì cũng kích thước như con kia thôi.
con này thì cũng như con hai con kia. Đấy, con này 180.000 nhá, khá là dày dặn chắc chắn cho bác luôn. 180.000. Đấy, hàng đều của Nhật, Japan, chữ khắc chìm luôn này. Đó, lên cho em là chặt gỗ 180.000. Còn ngoài ra thì hai con kia thì giá sẽ là 80.000 và 60.000. Nếu mua combo thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá, combo 3 con 260.000. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy. Các bác có thể gọi điện cho bên em bằng hai số điện thoại ở dưới góc màn hình nhá, dưới góc hai bên màn hình. Đừng quên cho em xin một nút like các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cọ lưng nhá. Đấy. Cái các bác lên cho em là dây tắm như này, giá sẽ là 15.000 trong cái dây tắm như này nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Cái này để kỳ cọ lưng rất là thích luôn. Đó, bằng cao su non, rất là mềm mại, có thể co giãn, các bác dùng để tắm mình kỳ cọ lưng rất là thích. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 này. Tiếp theo thì sẽ là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng giá là 80.000. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, các bác mở nắp ra. Đây. Đấy, vừa là nắp vừa là bát luôn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là từng tầng một như này nhá, từng tầng một như này. Đó. Từng tầng một này rất là tiện luôn. Đó, vừa là nắp vừa là bát luôn. Cặp lồng tầng giá của nó sẽ là 80.000 cái cặp lồng tầng như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá, máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện cho em, giúp cho các bác là tiết kiệm từ 30-5% điện năng. Lên cho là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Những ngày qua thì mỗi người đều có những cách tiết kiệm rất là riêng, và biên tập viên Diệu Linh sẽ giúp chúng ta thấy được muôn cách tiết kiệm điện của cộng đồng. Một nhà vật lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa. Đó, rất là ok các bác nhá. Tiết kiệm điện rất là ngon luôn. Tiếp. Con tiết kiệm điện thì 60.000 nha. Tiếp theo thì cái bình xịt nhớt này. Bình xịt nhớt, đầu vòi của nó có thể ngoắt nghéo được như này. Con này sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Các bác dùng để mình xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này nhá. 35k cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá sẽ là 40k cho một cái bánh như này, 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh nhá, 40.000 một bánh xà phòng như này. Tiếp theo thì cái viên giặt xả của Nhật này, 5 trong 1 luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một gói này là nó sẽ có 5 chi tiết trong một này, tẩy giặt xả thơm cho các bác luôn. Giá sẽ là 55.000 một bịch này. Một bịch này được khoảng 30 viên, 30 túi nhỏ, dùng thì rất là tiện. Giá thì sẽ là đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 30 viên như này, 30 viên như này các bác này. Siêu thơm luôn, 30 viên như này, 30 gói như này. Về nhà các bác giặt quần áo các bác ném trực tiếp vào cho em. Đấy, là cái này nó sẽ là tự tan. Đấy, tự tan trong lồng giặt luôn, và nó sẽ giúp cho các bác là tẩy giặt xả siêu thơm luôn. Đấy. Một gói này của nó thì khoảng là từ 30 viên này nhá, và một viên này giặt được từ 3-5 cân quần áo luôn. 55.000. Bên nhau là viên giặt xả này. Kéo vàng này, 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc kéo vàng của Nhật, Japan này, đó. 30.000 một chiếc, 100.000 bốn chiếc kéo vàng. Tiếp theo là bình nhiệt nhá. Đấy, lên cho em là bình thể thao. Dung tích là 1 lít. Dung tích 1 lít như này. Giá chỉ có 60 cành một cái thôi. 60 cành cho một con bình nhiệt dung tích 1 lít như này nhá. Inox 316. 60.000. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. 60.000 cho cái bình nhiệt như này. Lên trên là bình thể thao, giá 60.000, giá siêu rẻ luôn nhá, siêu rẻ luôn. Bộ bài vàng này, bộ bài vàng, bộ này thì nó sẽ là bài bằng nhựa, siêu mềm luôn. Đấy, các bác có thể là gấp vào cũng không bị gì luôn. Đó, gấp vào cũng không bị gãy nhá. Bài rất là đẹp như này. Đấy, gấp vào không bị gãy này. Đấy, các bác thấy không? Đây, bộ bài vàng như này, thấy không? Dùng rất là thích luôn. 35.000. Lên trên là bộ bài vàng nhá, 35.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. 30.000 cho cái tỉa lông mũi như này, 30k một chiếc. Đấy, dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy,
bấm tỉa lông mũi rất là ngon và mượt luôn. Đây cho em là tỉa lông mũi 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Một cái đuôi thì là các bác về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ là xong, còn cái này thì về nhà các bác đấu nối nhá. Con đấu nối này thì sẽ là 55.000, còn con cắm trực tiếp, con xoáy trực tiếp này là 60.000 nhá, 60.000 đều là đuôi cảm ứng hết. Con này thì về nhà có dây thì về nhà các bác phải đấu dây thôi. Đấu dây vào cho em nhá. Đấy. Nó có dây về nhà các bác đấu dây vào cho em, đấu dây vào. Đó là xong. Còn con này thì về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ. Đây, nó có đuôi như này. Về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ sau đó thì xoáy bóng vào trước này xong. Thì các bác muốn dùng loại nào thì dùng. Con này sẽ là 60.000, còn con này sẽ là 55.000. Thì các bác muốn dùng con nào dùng. Tiếp theo là cái bộ mũi khoan đa năng bao gồm cho bác là 5 mũi, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 101 nhá. 26, 18, 110, 112, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Một hộp này của nó là 30.000, rất là thơm luôn. Nó có cái bấc ở đây, về nhà các bác cắm vào cho em này. Đấy, một cái lọ nước hoa khách sạn như này siêu thơm luôn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn của Nhật các bác có thể để phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết, giá là 30.000. Dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, made in Japan. Đó. Thì cái này nam nữ đều dùng được cả, và các bác dùng cho em là nó sẽ được khoảng là từ nữ thì từ 3 đến 5 đầu, còn nam thì từ 7 đến 10 đầu. Đấy. Đấy, hàng của Nhật nhá, 100% là nội địa Nhật, dùng cực kỳ là thích luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật, made in Japan, dầu gội phủ bạc. Đấy. Nó là hàng tự nhiên nhá, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bàn là hơi nước mini, có lắp hơi nước luôn nhá, có hơi nước luôn. Bàn là hơi nước mini 130.000. Đấy, 130.000, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn nhá, 130.000. Về nhà các bác chỉ cần là cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Các bác cho nước vào đây. Sau đó các bác ấn như này, đó, là cái hơi nước nó sẽ ra nhá. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, có điều chỉnh các bác đầy đủ luôn này. Đấy, ấn xuống này. Rất là ngon lành luôn. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác dùng để mình mang đi du lịch các thứ rất là ok. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Tiếp theo là cái cặp lồng điện, giá sẽ là 175.000 cho con cặp lồng điện như này. Đầy đủ combo cho các bác luôn, một con cặp lồng như này nhá. Đấy, đây. Cặp lồng điện như này. Dùng rất là thích nhá. Đấy, có quai sách này. Đấy, quay sách này. Và ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là hai tầng này, hai tầng. Đấy. Mỗi tầng này của nó sẽ có hai cái âu như này. Đấy. Bây giờ mà nguyên các bác đi mua nguyên một cái âu inox như này thôi đã phải mất từ 3 đến 50.000 một cái âu như này rồi. Hàng inox siêu dày luôn. Rất dày, các bác nghe tiếng kêu đã thấy thích rồi nha. Đó. Cặp lồng điện như này, hai tầng luôn nhá. Hai tầng bốn cái âu như này. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, đây. Đó, thấy không? Và dưới này có cái mâm nhá, có mâm như này. Đó. Về nhà các bác cắm điện vào cho em. Đây, cắm điện ở đây. Đây là công tắc bật này. Đấy, và cắm điện ở bên hông này. Cắm điện trực tiếp 220, đun nấu thoải mái luôn. Dây nguồn của nó đây, dây nguồn đây các bác này. Đó. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện như này đun sôi ùng ục luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hoặc là mình dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cặp lồng điện như này để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Giá chỉ có 175.000 thôi. Giá siêu là rẻ luôn. Con này thì đun cực kỳ là tiện ích nhá. Các bác dùng để đun sôi đồ ăn thức uống này. Đấy, có quay này, mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Điện 220V, dung tích là 2 lít. Có quay sách, quay đeo đàng hoàng. Dùng thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây, các bác quan sát này. Điện 220, 110 đến 220 này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đấy, đây, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Đây, đựng cơm canh vào đây này. Đấy, rất tiện ích luôn. Rồi ok.